kính chào quý vị. Bây giờ là khung thời lượng của bản tin 141. Chương trình do Đài Hà Nội phối hợp với Công an thành phố thực hiện. Ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật. Chiều ngày 11 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Theo đó, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát về hành vi tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho ngân hàng SCB. Hội đồng xét xử nhận định, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, không thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố. Bên cạnh đó, bị cáo phạm tội nhiều lần, đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước, ngân hàng SCB, nhân dân, nên cần nghiêm trị với mức hình phạt nghiêm khắc. Đối với cựu cục trưởng thanh tra Đỗ Thị Nhàn, tòa tuyên án chung thân về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nhàn đã 4 lần nhận 5,2 triệu đô la Mỹ của SCB để bao che, bưng bít sai phạm. Ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị phạt 11 năm tù. Trương Huệ Vân, cháu gái Trương Mỹ Lan, bị phạt 17 năm tù. Các đồng phạm như Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, mức án chung thân. Lần lượt các bị cáo khác nằm trong nhóm án từ 15 đến 25 năm tù, 10 đến 14 năm tù, 2 đến 9 năm tù và án treo. Theo hội đồng xét xử, đáng lẽ phải yêu cầu các bị cáo bồi hoàn toàn bộ số tiền. Tuy nhiên, bản chất số tiền thất thoát là do bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng, chỉ đạo sử dụng, các bị cáo khác nghe theo chỉ đạo của bị cáo Lan để thực hiện hành vi sai phạm. Ngoài ra, với căn biệt thự cổ 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hiện chưa thu giữ được sổ đỏ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ cho trùng tu, không được thay đổi hiện trạng. Tòa nhà ở 75 Nguyễn Huệ mà Vạn Thịnh Phát cho ngân hàng SCB thuê, hội đồng xét xử xác định đây là tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan nên tuyên tiếp tục kê biên nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan sở hữu tới 91,5% cổ phần của SCB và là cổ đông có quyền lực để thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích của mình. Để lấy tiền từ SCB, bị cáo Lan và đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi: tuyển chọn, bố trí nhân sự vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu, thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty ma. Cùng với đó là thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, tạo lập hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau giải ngân, bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu để che giấu sai phạm, mua chuộc, tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ. Hành vi của Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng dư nợ gốc và gây thiệt hại hơn 129.000 tỷ đồng là lãi phát sinh từ số tiền gốc chiếm đoạt nêu trên. Ngày 11 tháng 4, Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Sau phiên xét hỏi ngày hôm qua, sáng nay, tòa chuyển sang phần tranh tụng. Trước khi tranh tụng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã công bố mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án này. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị đề nghị 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trương Xuân Đức bị đề nghị 24 đến 30 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt từ 9 đến 10 năm tù. Vợ của Đức là Ngọc Anh bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 3 đến 4 năm tù với tội đưa hối lộ. Tổng hình phạt là 4 năm 6 tháng đến 6 năm tù. Nguyễn Đình Đương, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng bị đề nghị 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù. Và nhân viên cấp dưới Đỗ Thanh Hoài bị đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù với tội nhận hối lộ. Đặng Khắc Thành bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù.
và Hà Thị Bích Nhàn bị đề nghị 15 đến 18 tháng tù với tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Các bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên bị đề nghị phạt từ 350 triệu đồng đến 3 tỷ đồng với tội trốn thuế. Trải qua quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng cảnh sát cơ động đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác, thể hiện được vị trí vai trò đặc biệt là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép trong bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Để chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động, 5.000 cán bộ chiến sĩ đã hăng hái tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành. Trong số hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ tham gia vào các khối diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động, có 80 nữ chiến sĩ xinh đẹp thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Thời gian 3 tháng luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành đúng đợt miền Bắc rét đậm, rét hại. Có những ngày nhiệt độ xuống 7 độ C, các thành viên vẫn phải có mặt trên thao trường. Khi ra tới miền Bắc thì tôi đã trải nghiệm mùa đông. Có những lúc tôi đang luyện tập cùng với mọi người thì lại cảm thấy lạnh đến tận 7-8 độ. Còn khi nóng thì đến tận 38-40 độ. Thì cái cường độ tập của chúng tôi rất là tăng cao. Bởi vì phải đáp ứng được nhu cầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì chúng tôi đã không ngại khó khăn để vượt qua những cái trở ngại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sức khỏe của nữ thì không đảm bảo được như nam, mà đối với cường độ luyện tập với giáo trình giáo án của giáo viên đề ra thì giống nhau, nhưng mà sức khỏe thì nữ không bằng nam được, thế nên là các thầy đang cố gắng đẩy quá trình rèn thể lực cho các bạn nữ. Một ngày thì khối nữ bọn em đã đi nghiêm, đi đều diễu hành khoảng 7 đến 9 km để tăng thể lực. Nhận nhiệm vụ trình diễn võ thuật trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động, 500 cán bộ chiến sĩ của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố đang bước vào giai đoạn nước rút, đòi hỏi sự tập trung và quyết tâm cao độ. Được tham gia vào cái công cuộc này, vào cái nhiệm vụ đó nhận huân chương kỷ niệm 50 năm thành lập Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, mình cảm thấy là rất vinh dự, rất tự hào. 10 năm trong ngành, phải nói là chưa có ngày nào mình cảm thấy tự hào, cảm thấy đáng để nỗ lực, để xứng đáng để phục vụ cho công cuộc như ngày hôm nay. Tôi cũng như tất cả anh em này đều phải có một ý chí và tinh thần, lúc nào cố gắng hết mình, phấn đấu để khắc phục mọi khó khăn, cũng như là về ngoại cảnh, cũng như là tất cả mọi thứ trên thao trường bài tập, hay là kể cả những sự vất vả trong lúc tập luyện, để cố gắng phấn đấu làm sao hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của Đảng bộ Tư lệnh giao cho. Gian khổ là thế, nhưng các chiến sĩ vẫn sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ, quyết tâm ra thao trường để hoàn thành nhiệm vụ. Bởi với họ, niềm tự hào, hạnh phúc khi đứng trong hàng ngũ diễu hành đã vượt lên trên mọi nghịch cảnh. Ngày 14 tháng 4 tới đây, lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng nhằm biểu dương lực lượng, báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của lực lượng công an nhân dân và lực lượng cảnh sát cơ động, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân được tham gia phục vụ lễ kỷ niệm. Cán bộ chiến sĩ tập luyện khí công hoàn toàn có thể thực hiện những điều tưởng chừng như không thể. Nội dung này cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.